Ngày 14 tháng 10, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với một số cá nhân trên địa bàn có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Theo đó, trong hai ngày 12 và 13, 10 phòng PA05 và phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, phối hợp công an các quận 8, 10, Bình Thạnh, Gò Vấp làm việc với 4 cá nhân gồm. Ông M 45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, hiện là phóng viên, ông K 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, giảng viên một trường đại học, ông H 37 tuổi, ngụ quận 8, làm công việc tự do và ông P 32 tuổi, ngụ quận 10, hiện làm nhân viên lập trình. Các cá nhân trên đã thực hiện hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan ngân hàng SCB và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Làm việc với công an, bốn cá nhân trên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và đã tự xóa bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.